thì tới chơi thì chưa À, chưa anh bao giờ biết bấm cái nốt nào nó bị mất cảm ứng mình. Thế nó mới hay, nó hay ở cái đấy. chào các bạn. À, đây là anh Lai đến từ Thái Bình. Anh đã chơi cái cây Akai Wisolo được 3 năm, hơn 3 năm rồi. Gần 3 năm. Thì anh có Chắc cũng kể mạnh cho mình cái quá trình mà anh sử dụng và quăng quật cái cây Akai Wisolo này, thì mình muốn quay lại đấy. cái video và nhờ anh để chia sẻ quá trình anh chơi cây Akai Wisolo và anh đã chơi như thế nào. Thực ra nếu mà để mà mày mò cái sáo này thì có lẽ là cái cây này thì có lẽ là chắc là không ai Không ai ở quá Việt tải như Nam, tớ. không ai ở Việt Nếu Nam như ở mà Việt dùng. Nam, cứ nói thẳng là Việt Nam này không ai thì mày mò nó quá tải. Quăng quật nó thì hơn 3 năm rồi nay thì nói thật là tớ thì khiếp lắm rồi. Nếu nói những cái này thì nó bong hết này, nói thật là nó tróc hết. Nói thật là anh em chơi thì lâu thì sẽ biết là những cái này nó bong hết. Mà nó lúc bỏ nó bỏ đi bảo dưỡng, nhưng mà thực tế nó có hỏng gì đâu bảo dưỡng. Cái ngày đầu tiên mình tập thì nói thật với lại Việt với lại anh em này này, thì là bắt đầu thì mình cũng tìm hiểu, là Việt cũng đã chỉ cho mình là thì là quãng rồi nốt, tất nhiên nốt thì mình cũng 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 nắm sơ được biết. Thế thì tập thì nhiều khi là cứ một mình nó phòng, thế thì nhiều khi những cái nốt mà mình chưa tìm được nó bấm làm sao nó kiểu nó không không đúng cái cảm âm tai, vì mình không biết nhạc thì mình lại phải là làm sao mình cái tai mình nghe mình thổi ra cái nốt đấy nó phải đúng, nó nốt nào ngang thì nó ra ngang, có biết là thăng ở chỗ nào đâu. Thế nhưng mà khi ngủ dậy lên giường ngủ được 11 12 đêm vẫn tớ vẫn vẫn lại phải dậy tớ tìm Trằn bằng trọc, được trằn trọc. trằn trọc, tức là nó không được cái nốt đấy, là lại phải ngồi, mà ngồi một tí thì đúng, nói thật với đệ Việt chứ này, nó 2 3 giờ sáng là chuyện bình thường. Khi mà anh đi làm nhạc hiếu đây thì anh sử dụng nó một cái tần suất như nào? Mỗi ngày thường anh đánh khoảng bao tiếng? Nếu mà nói về nhạc hiếu thì cứ thấp nhất là như tớ là vậy, là bình quân 1 tháng thì cũng cũng có thấp, cũng phải là 5 đám. Mà 5 đám thì mỗi một đám thì nó nằm vào, là cứ biết là mình cũng không cộng ra tiếng, nên cứ biết là có đám thì từ 8 giờ sáng nay đến 2 giờ chiều mai đấy, 2 chiều mai là tức là hai Thế kèn thì ra nhau là thổi, con như mình cứ tính một nửa thế đi, mình cứ tính một như thế nửa có đi. phải sạc pin lên cái này không? Thì sạc Một pin đám thì là phải mình sạc một là lần khi bắt đầu họ đám báo thì bắt đầu là mình sạc, thế nên mình sạc ở đấy thì là gần như là cũng 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 có đám, có một đám thì người ta chơi từ tới chơi từ thứ 2 giờ thứ bảy cho đến đến 7 giờ là ngày thứ hai thì mới sạc thêm. Ủa? Chứ còn phải nói là cái Như riêng cái dòng pin của hãng này, hãng Nhật của nó, cái hãng này phải nó tốt, mà có cục pin 3 con 7 thì bao nhiêu, đúng không, pin ba anh bảy đánh 3 năm mà không còn thay vào đấy. Chưa pin bây giờ, pin nói thật là pin bây giờ nếu như tớ cứ sạc đúng tiêu chuẩn của tớ, tớ sạc khoảng là khoảng 2 tiếng tớ rút ra xong là nó cứ để nó đổ 1 tiếng để tớ lại sạc thêm nữa, bây giờ chơi vẫn nửa ngày chứ hết pin. Nếu chơi cứ chơi trong chơi một tí là nghỉ, chơi tí nghỉ, chơi đúng là ngày chưa sạc đấy là chơi sau 3 năm đấy, rồi đấy, chơi chơi sau ba 3 năm rồi năm đấy, thế là pin là 3 năm rưỡi rồi đấy, mà pin của nó bây giờ đấy nó còn như thế đấy. Cho nên là nói một chơi là mình thứ nhất là nó đúng cái đam mê, thứ hai là gặp đúng, nếu đồ điện tử là gặp như thế này là thuộc hệ là rất là chất lượng. Chất lượng sao, là vì cái đồ điện tử kể cả mình chơi cái điện thoại mà nhiều khi nó đơ đấy, nhưng thực chất là như cái dòng này thì tới chơi thì À, chưa chưa bao giờ biết bấm cái nốt nào nó bị mất cảm ứng mình. Thế nó mới hay, nó hay ở cái đấy, nhưng là anh có cái độ ổn định nó cực cao ổn ấy. định cực cao, tiếng nó ra mình chỉnh được thế nào, mình thổi ra thế nào thì tất nhiên to nhỏ thì mình do cái hơi mình thôi, chứ còn nó ra thì không bao giờ nó lệch. Nếu mà so với mấy ông chơi đàn thì ông bảo là tất nhiên nếu mà tiếng so với tiếng cơ với tiếng điện tử thì mình không không dám so đâu, nhưng để mà cái âm 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 của những cái nốt ra đấy là đàn ra y đẹp luôn, và nó căng như thế. Thực ra thì nếu mà anh em mà đam mê mà chơi thì cũng phải nên chọn những cái dòng nó phải có thương hiệu chơi, vì cái điện tử tất nhiên thì kể cả có thương hiệu thì mình cũng không nói mạnh trước được, nhưng nó sẽ giảm cái tỷ lệ rất nhiều. Như ví dụ như tớ mà định làm, nếu như mà đang làm thế Đang làm mà có mà như vấn thế đề mà bây gì giờ cái đi là cần đang nó chỉ cần 7 cái nốt này, một nốt không bắt cảm ứng này thôi coi như cũng đã là về. Mà cái này bây giờ thì ví dụ chú bảo là cái xe máy thì nó hỏng thì sao mượn chú, cái bây giờ nó mượn ai mà đang làm, mà người ta đang yêu cầu như thế chết không. Thế cho nên ai người ta biết cho mình nó là trục trặc, nhưng bây giờ thổi nó vẫn kêu, nhưng nó mất một nốt, nó chỉ cần một cảm ứng một nốt này hay một nốt nào trong đó mà bấm đã không được thì coi như bài thì cũng không làm gì được. Thì thế này là làm như tớ nó làm là cái chỗ đám đông nó cũng phức tạp, nhưng mà vì thế mình thấy nó cái sự ổn định nó quá ổn định, chứ làm nó tự tin lắm, đã xách kèn đi là cắm là thổi đấy nói chung là yên tâm rồi, luôn, yên tâm. yên tâm rồi. Rồi thôi, cảm ơn anh. Cái nào hôm nay lên mình cũng phải lấy 1 2 cái nữa về để cho anh em đây này.